Ký ức chiến tranh. Hội cựu quân tăng cường thủ đô Hà Nội. Phần 2. Ký ức của người lính quân tăng cường thủ đô Hà Nội. Tôi là lính quân tăng cường thủ đô. Tác giả: Tạ Quang Chính, thiếu tướng, nguyên chiến sĩ tiểu đoàn 48. Trong khi chuẩn bị hành quân về Hà Nội, có cậu lính của tiểu đội tôi trốn về trước chào gia đình bố mẹ, bị kiểm soát quân sự bắt nhốt tạm ở 33 Phạm Ngũ Lão. Tôi ngồi tâm sự và động viên chiến sĩ của mình sớm ngày mai ra ga Thường Tín, lên đường vào miền Nam. Thế mà ngay sau đó có mấy cậu lại trốn về, nhưng là để đến trại giam của Bộ Tư lệnh Thủ đô xin cho bạn ra để tiếp tục ra chiến trường. Chiều tối hôm lên đường, tiểu đội tôi đã đông đủ và tất cả bùi ngùi chia tay mấy anh em khung chúng tôi, rồi theo sự điều hành của khung mới hành quân ra ga Thường Tín. Hụt hẫng, mấy anh em khung chúng tôi về qua nhà chớp nhoáng một ngày, tôi được Bắc Văn mời sang ăn cơm cùng. Hôm sau, tôi trở lại đơn vị luôn lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 8 năm 1972. Tôi đã tới bãi Nai và đến gần 7 giờ 30 phút thì sĩ Hùng cũng đi xe tải lên đến nơi. Hai chúng tôi vào xã Đoàn Kết, nơi tiểu đoàn 60 chúng tôi vừa đóng quân, không thấy ai. Hỏi ra mới biết một số anh em cán bộ khung của trung đoàn đóng tại xóm Mon và chúng tôi lại đi tiếp về đó. Đúng nơi đóng quân hồi tân binh của tôi. Chỉ có các tiểu đội trưởng tiểu đoàn 60 còn toàn anh chị em nuôi. Một điều đặc biệt khi đó là có một chiến sĩ nghi bị tâm thần nên không cho đi chiến đấu. Cậu ấy tên là Khánh. Lúc thì cậu trốn vào rừng, khi lại leo lên mái lán tranh nứa, đi tìm và quản lý cậu ấy rất khổ. Nhiều lúc nghĩ nếu cậu ấy giả vờ tâm thần thì sức chịu đựng của cậu ấy thật kinh khủng. Nào là chạy chân đất vào rừng sâu tối đen một mình giữa đêm, nào là tụt từ trên mái tranh xuống chảy máu đẫm đũng quần. Suốt từ ngày 25 đến 30 tháng 8, chúng tôi chỉ ăn ngủ nghỉ. Quen còi kẻng rồi nên sống kiểu ấy cũng mòn mỏi và nhớ anh em chiến sĩ của mình, nhưng chẳng đài đóm, chẳng tin tức, lại càng sốt ruột. Sau khoảng một tuần, chúng tôi được lệnh hành quân về lại Đĩnh để huấn luyện tiếp cho lấy quân đợt sau. Số quay lại Đĩnh như bọn tôi để phân biệt với anh em mới vào thì cứ gọi là đào tạo trung đội phó cho oai. Sau đợt này cũng có anh ra làm trung đội phó thật. Tôi lại có thêm hòm thư mới 643116GC13. Vừa về Đĩnh, chúng tôi nghe tin như sét đánh từ mấy anh em quay trở lại. Đơn vị chúng tôi vừa giao quân để tham gia chiến dịch Quảng Trị, mới đến Quảng Bình đã bị trúng trận bom B-52 giải thảm, thương vong lớn. Trong số hy sinh có anh Dũng, trung đội phó. Tôi còn nhớ, trên lông mày của anh còn vết sẹo dài, nhà ở gần đình Tứ Liên. Bên này đê tôi đã đến thăm mẹ anh, nhưng bây giờ sau một thời gian dài không quay lại, nhà cửa đường xá thay đổi, tôi không còn nhận ra. Còn anh em khác thế nào? Chúng tôi là tiểu đội trưởng, nhưng thực ra chưa có kinh nghiệm gì về tránh đạn bom để truyền lại cho anh em. Ân hận vô cùng. Thực tế, về Đĩnh chúng tôi tập luyện không nhiều, chủ yếu là lao động dựng nhà, chặt cây, lấy nứa, nên cũng quen, không thấy vất vả như trước, dù không thích thú gì. Bọn tôi ăn uống không thiếu, có thời gian và muốn có gì cho vui. Thế rồi anh em nuôi chó. Bản thân tôi cũng nuôi hai con. Khi xếp hàng vào nhà ăn thì lộn xộn nhất là hàng chó. Trong những ngày cuối tháng 9 năm 1972, Mỹ đánh dọc đường 6 liên tục. Khi đó, trung đoàn xe tăng 203 đang hành quân vào miền Nam. Chúng tôi phải vào sâu trong rừng mắc tăng võng rồi làm nhà tạm ở trong đó. Ăn chế độ bình thường nên hơi đói.
Đã thế, bữa sáng và bữa tối là hai bữa chính. Bữa trưa ăn lương khô, nên chúng tôi phải ra suối bắt cá, bắt cua nướng, lấy măng luộc ăn thêm. Có hôm, hai phi công Mỹ nhảy dù ở xã Quyết Tiến, máy bay Mỹ quần thảo ầm ầm trên khu vực để tìm kiếm. Nó ném bom ngay cạnh trường mầm non ở bãi Nai, lúc chúng tôi đang đi lấy gạo ở đó. May các cô cháu không việc gì. Đoàn Văn Công Tổng cục Chính trị đóng quân gần đó, tôi cũng đã cùng mấy anh em sang chơi nhà chú Huy Thục, đoàn trưởng, ở một nhà sàn ngay chân núi Viên Nam. Gia đình chú cũng lên đó. Giữa tháng 10 năm 1972, chúng tôi mới bước vào huấn luyện, vẫn ở trong rừng, học trong rừng, ngủ tăng võng, như ở chiến trường. Không hiểu sao, đến đầu tháng 11, chỗ tôi lại thay hòm thư mới. 643229GC13. Chúng tôi chuyển sang học bắn bài 2 luôn. Khi kiểm tra, tôi hạ cả 3 bia bằng 3 loạt điểm xạ. 2 viên trúng bia găm, 1 viên trúng bia gần, 1 viên trúng bia lập lòe và đạt loại giỏi. Đánh thuốc nổ cũng đạt giỏi. Tôi cố gắng rèn cả thể lực để đảm bảo có đi chiến trường cũng theo được mọi người. Tôi đã vác thường xuyên được 50kg củi. Công việc một ngày tôi đều hoàn thành trước 9 giờ rưỡi sáng, rồi tắm giặt nghỉ ngơi để chiều lại đánh bóng bàn hoặc đá bóng. Xem chừng chuyện đi chiến đấu của tôi khó thực hiện được. Tôi viết thư về cho bố mẹ để đạt nguyện vọng được đi vào Nam bằng cách xin đi cùng các bác các chú trong khu tổng hành dinh của các gia đình chúng tôi, như các tướng lĩnh Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn Thái, Trần Văn Trà, Trần Quý Hai, Trần Văn Quang, hay làm công vụ cho chú Lê Trọng Tấn cùng nhà cũng được. Song không có động tĩnh gì. Ngày 28 tháng 11, chúng tôi có sự phân ngành đào tạo. Tôi vẫn giữ nguyên để đào tạo tiểu đội trưởng, trung đội phó. Nhưng Sĩ Hùng và 15 đồng chí khác thì sang học lớp quản lý. Không hiểu có phải chuẩn bị cho những trận đánh quyết định hay không, nhưng chúng tôi được lên kế hoạch về Lương Sơn, nơi có mấy nhà cao 4-5 tầng để tập đánh thành phố. Anh em hào hứng lắm. Đầu tháng 12, trên dãy núi Viên Nam, phía trước mặt, người dân bắn được một con hổ thọt. Thực ra chỉ mất một móng thôi, nặng khoảng 3 tạ, dài 2 mét rưỡi. Nghe nói có một vị to nào đó lên tận nơi xem và mua về. Có thời gian, tôi lại thường xuyên viết thư về nhà và bạn bè. Về cho bố mẹ, anh chị em trong nhà thì tuần đôi lá. Còn như bạn Võ Điện Biên thì tôi cũng viết luôn. Suốt từ khi học ở Penza rồi lên Zhukovsky, bạn Hứa Thắng là thư bị thất lạc vì tôi và Thắng chắc đều đã chuyển chỗ ở. Bắt đầu từ chiều tối 18 tháng 12 năm 1972, đơn vị đánh của chúng tôi chứng kiến từng đoàn máy bay B-52 ầm ầm từ Thái Lan bay sang, kèm tiếng gầm rú của hàng đàn máy bay tiêm kích hộ tống bay về hướng Hà Nội. Tiếng nổ vọng lên, rung chuyển đến vùng xa hàng chục km. Chớp lóe lên liên tục, vướng dốc kẽm, chúng tôi không nhìn trực tiếp được. Ngày hôm sau, cũng khoảng giờ hôm trước, chúng tôi leo lên đỉnh đồi đằng sau nhà nên nhìn rõ hơn. Một trận bom khủng khiếp nữa lại dội xuống thủ đô. Một thời gian tôi không thể quên. Đó là khi tôi cùng anh Viễn, trung đội trưởng, anh Châu, Đông Ngạc, Từ Liêm và Trần Đại Nghĩa được lệnh về Hà Nội nhận quân đào tạo y tá cho các đơn vị quân tăng cường của thủ đô. Ngày 23 tháng 12 năm 1972, chúng tôi nhận lệnh tối 24 tháng 12, đêm Noel. Hội khợp gồm những anh em hay ăn cơm với nhau, tổ chức bữa ăn chia tay như truy điệu sống cho nhóm chúng tôi như đi về vùng chiến sự căng thẳng. Buổi đó, lần đầu tiên tôi ăn tiết canh mà lại là tiết canh chó, rồi uống rượu. Không phải vì suy nghĩ mình vào chỗ chết mà rất tự hào được lựa chọn đi chuyến này. Sáng sớm ngày 25 tháng 12, chúng tôi về bằng xe khách, xuống bến xe Hà Đông rồi đi bộ về 33 Phạm Ngũ Lão, sở chỉ huy của Bộ Tư lệnh Thủ đô.
Trên đường về đó, chúng tôi đi bộ dọc phố Khâm Thiên. Trời ơi, sao dưới mưa bom đạn khủng khiếp của B-52 mà người Khâm Thiên vẫn đông thế, như không có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ thoáng nghĩ vậy và cùng rảo bước về Bộ Tư lệnh. Nhận được thông báo của Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô, chúng tôi tạm ai về nhà nấy, chỉ có anh Viễn về huyện đội Từ Liêm để liên hệ công tác tiếp theo. Tôi về nhà tôi ở 36 Hoàng Diệu và được biết bố mẹ tôi cùng với cơ quan bộ đại học và trung học chuyên nghiệp đi sơ tán ở Thượng Cát, Từ Liêm. Tôi mượn xe đạp lên thăm bố mẹ. Bố tôi báo tôi nên về sớm vì ở đó cũng không an toàn. Chính khu Hoàng Diệu gần các đại sứ quán an toàn hơn. Thế là chỉ gặp bố mẹ chốc lát tôi lại quay về. Đêm hôm đó, nghe tiếng còi báo động, tôi chui xuống hầm trú ẩn, cầm chăn ấm xuống để ngủ luôn dưới đó cũng được. Căn hầm đó được đào sâu khoảng 3-4 mét, đặt mấy ống bê tông như ống cống, đường kính hơn 2 mét. Trong đó gắn hai hàng ghế băng bằng sắt dài 4-5 mét. Tôi nhớ hồi làm hầm trú ẩn này, công binh đã moi lên một số thứ bằng gạch nung, hình viên gạch hoặc con vật như con gà, con chim. Bây giờ chúng tôi vẫn giữ được hiện vật. Mới được ít phút đã nghe tiếng nổ ầm ầm mạn phía bắc Hà Nội. Sau đó tôi ngủ luôn dưới hầm. Sáng ngày 26 tháng 12, tôi lên huyện đội Từ Liêm ở đường Cầu Giấy bây giờ. Nghe anh Viễn thông báo là chưa thể lấy được quân ngay để huyện đội nắm lại tình hình vì máy bay ném bom ác liệt quá, các gia đình đi sơ tán cả. Chúng tôi lại về nhà để sáng hôm sau quay trở lại, tìm chỗ ở tạm cho nhóm chúng tôi và chờ lấy quân. Tối hôm đó, gần nửa đêm, còi báo động lại vang lên, tôi lại chui xuống hầm. Chỉ lát sau, mặt đất rung chuyển dữ dội, không kịp nghe thấy tiếng nổ. Theo như các anh em đã đi chiến trường truyền kinh nghiệm, như vậy là bom thả rất gần nhà mình. Nhưng không có đài đóm gì nên không biết đánh chỗ nào. Sáng dậy, tôi nghe anh Ma Minh Trưởng, chiến sĩ bảo vệ ở Hoàng Diệu, quê Nhân Mục, Hàm Yên, Tuyên Quang, nói rằng Mỹ đánh nát Khâm Thiên rồi. Tôi vội vàng đi vào huyện đội Từ Liêm, nhưng đi vòng qua ô chợ Dừa để thực mục sở thị. Không thể hình dung được thế nào là giải thảm, thật khủng khiếp. Mọi người đang đào bới, tiếng gào khóc bi thương vô cùng. Lên đến huyện đội Từ Liêm, anh Viễn dẫn chúng tôi ra một cánh đồng gần đó, có mấy cái lán gọi là trường học và bảo mấy anh em mình nghỉ tạm ở đây chờ lấy quân. Thế là chúng tôi ghép bàn ghế thành giường để ngủ, xung quanh trống trơn nên gió lùa rất lạnh. Cách mấy trăm mét là khu trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Song không ngờ, tối hôm đó chúng tôi đã nhảy cẫng lên khi một chiếc B-52 cháy và rơi rất gần ngay Hồ Hữu Tiệp ở làng Ngọc Hà. Quá sướng! Chúng tôi lại chờ. Hết 12 ngày đêm chống trả B-52, ta thắng lớn, Mỹ phải ngừng ném bom miền Bắc. Như lời Bác Hồ nói, chỉ khi thua trận trên không, Mỹ buộc phải chấp nhận rút quân, ký Hiệp định Paris và Mỹ đã cút, ngụy sắp nhào. Toàn thắng đã rất gần. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, chúng tôi mới tuyển được quân và chúng tôi lại đưa anh em lên trường đánh. Song do những chuyển biến mới, số anh em này lại được huấn luyện bộ binh. Tôi lại cùng anh em lao động, tập luyện, không biết lúc nào thì đi lấy quân tiếp. Lúc này tuyển quân rất khó, khu Ba Đình thì loại đến 87%, các khu khác cũng trên 50%. Khả năng đến tháng 9 năm 1973 mới tuyển đợt nữa. Giữa tháng 3 đã lác đác có anh em về đi học, có người đi tập duyệt binh. Chỉ còn mỗi trung đội chúng tôi. Cuối tháng 3 năm 1973, tôi và Nguyễn Tài Đa được điều về Bộ Tư lệnh Thủ đô. Khi được thông báo, tôi phải mượn xe đạp lên trung đoàn bộ ở tận huyện Tân Lạc để lấy giấy tờ và làm thủ tục chuyển đơn vị. Lên Tân Lạc phải vượt qua dốc cun vừa cao vừa ngoằn ngoèo. Song sức trẻ, tôi đạp một mạch gần trưa lên đến nơi. Nhận giấy tờ xong,
Trưa hôm ấy cũng chưa kịp ăn gì, tôi lại quay về đánh. Tôi không quan sát kỹ trước, nên khi xuống thấy khó đi quá. Sau để ý, thấy nhiều người buộc cây kéo sau xe, tôi cũng bắt chước thấy đỡ hơn hẳn. Về đơn vị nộp giấy tờ xong, tôi vẫn kịp ra sân đá bóng. Về Bộ Tư lệnh Thủ đô, tôi được biên chế về đội danh dự một thời gian rồi đi học. Do được bảo lưu kết quả, tôi vào học khoa toán lý, khóa 18 Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau 5 năm học, tôi được điều về làm trợ lý nghiên cứu phân viện thiết kế vũ khí và làm việc ở đó 15 năm. Từ năm 1994, tôi được điều lên Cục Chính trị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Kinh tế và từng bước trưởng thành, lên chủ nhiệm chính trị kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Sau 43 năm quân ngũ và 5 năm là thiếu sinh quân, tổng cộng là 48 năm mặc áo lính, tôi được nghỉ chế độ từ tháng 10 năm 2013. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.